Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo số ca mắc COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở nước ta ghi nhận gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp phải nhập viện. Đáng chú ý, biến thể jn 1 của COVID-19 có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine và né tránh miễn dịch. Tuy nhiên, Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này có độc lực cao hơn các biến thể trước. Ở nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực thời gian gần đây, số ca mắc biến thể JN1 gia tăng nhanh chóng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc biến thể này điều trị tại các cơ sở y tế, chủ yếu là bệnh nhân có bệnh nền, cao tuổi. Theo ông Hoàng Minh Đức, Phó cục trưởng phụ trách cục y tế dự phòng Bộ Y tế, các tuần đầu năm 2024, số ca mắc COVID-19 tăng hơn 2 lần so với thời điểm tương tự liền kề trước đó. Ông Đức lưu ý số ca mắc COVID-19 phần lớn có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, số nhập viện và số bệnh nhân nặng có tỷ lệ thấp. Dù vậy, những người thuộc nhóm nguy cơ cao là những người có bệnh nền, sức đề kháng kém, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, không nên chủ quan vì khi mắc COVID-19 bệnh dễ trở nặng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo biến thể phụ JN1 lưu hành nhiều nhất, hiện hơn 70 quốc gia đã báo cáo, chiếm khoảng 66% số trình tự được giải mã. Ngày 18 tháng 12 năm 2023, biến thể này cũng được tổ chức WHO phân loại là biến thể đáng quan tâm vì lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Hiện tổ chức này đang theo dõi năm biến thể cần quan tâm, gồm XBB 1.5, XBB 1.16, EG5, BA 2.86 và JN1. Đại diện Cục Y tế Dự phòng tiếp tục khuyến cáo các địa phương triển khai tiêm phòng COVID-19 mũi tăng cường, mũi bổ sung ở các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Để phòng bệnh, người dân nên đeo khẩu trang khi đến các cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng và tại các địa điểm tập trung đông người. Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, xúc họng thường xuyên bằng dung dịch diệt khuẩn. Bộ Y tế đã đề nghị các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế lấy mẫu, giải trình tự gen để phát hiện sớm các biến thể mới, các ca cá nhân gây bệnh. Thông tin ban đầu khoảng 21 giờ 45 phút ngày 3 tháng 2, xe ô tô khách biển kiểm soát 47B00529 loại 43 chỗ do anh PVN, 34 tuổi, chú Đắk Lắc điều khiển, lưu thông theo hướng Quảng Nam đi Con Tum khi đến km 1455 cộng 300 đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn Đắc Gô, xã Đắc Rồng, huyện Đắc Lây thì xảy ra tai nạn. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe khách có 37 người với 32 hành khách, 4 nhân viên nhà xe và một lái xe. Các nạn nhân bị thương được lực lượng chức năng đưa ra khỏi xe và trở đi cấp cứu tại trung tâm y tế Đắc Lây. Theo công an tỉnh Con Tum, nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do lái xe không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong cua và xe mất lái tự gây tai nạn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cồn qua hơi thở đối với tài xế PVN cho kết quả 0,000mg trên một lít, tức là không có nồng độ cồn. Hiện cơ quan công an đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và thử các chất ma túy của tài xế N tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum. Ngoài ra, do chưa có kết quả trích xuất giám sát hành trình nên chưa xác định được tốc độ xe. Theo Trung tâm Y tế huyện Đắc Lây, đêm qua, đơn vị đã tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực, trong đó có 6 người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, còn 8 nạn nhân khác bị chấn thương ở phần mềm đã được kịp thời băng bó. Qua trao đổi thông tin, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Con Tum cho biết, dạng sáng mùng 4 tháng 2, đơn vị tiếp nhận 6 bệnh nhân trong vụ tai nạn nói trên, trong đó có 3 bệnh nhân bị thương nặng gồm anh PVN lái xe bị gãy xương đùi trái, anh NDT 35 tuổi bị gãy xương chày và ông TTTC 55 tuổi cùng chú Gia Lai bị gãy xương sườn, tràn khí màng phổi. Sau đó các nạn nhân đã xin chuyển viện về địa phương nơi họ sinh sống, còn những bệnh nhân khác chỉ bị thương nhẹ nên đã xuất viện. Sau vụ tai nạn, ông Đặng Sang, 58 tuổi, chú Đắk Lắc, vẫn còn vẻ thất thần. Ông lập bập kể vì có công việc ở Huế nên đã ra Huế xử lý. Xong việc, ông liền bắt xe từ Thừa Thiên Huế để về nhà tại huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắc, ăn Tết cùng gia đình. Ông Sang kể, tôi nhớ lúc qua đèo lò so là gần 21 giờ, sau đó đến đoạn đường bằng xe chạy êm nên tôi ngủ quên. Khi đang ngủ, tôi thấy xe rung lắc mạnh rồi lật nhiều vòng xuống vực. Sáng dậy, tôi mới thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Sau khi hay tin có tai nạn trên đèo Lò So, anh Hồ Đắc Diện là tình nguyện viên trong đội SOS Lò So cùng nhiều thành viên trong đội đến hiện trường để hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn. Anh Diện kể lại, khi đến các nạn nhân đa số đã được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa đi cấp cứu, tôi cùng anh em khác đã tìm khắp trong xe và quanh khu vực hiện trường để xem còn người nào bị văng ra hay đè dưới xe. Theo anh Diện tại hiện trường, anh thấy vực sâu và chiếc xe đã hư hỏng, dập nát nhiều do bị va đập mạnh. Nhiều hành khách chưa hết tâm trạng bàng hoàng lo lắng đã được anh em đưa về trung tâm y tế nghỉ tạm. Do chưa có xe để tiếp tục hành trình, những hành khách khác trong chuyến xe cũng được đơn vị sắp xếp chỗ nghỉ qua đêm. Sáng mùng 4 tháng 2, nhà xe đã điều động xe tăng cường đến chở các hành khách và 7 người bị thương nhẹ về Đắk Lắk theo hành trình. Sau hơn 48 giờ tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng xảy ra tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, ngày 4 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Thuận đã bắt giữ Nikiforov Roman, sinh năm 1984, quốc tịch Nga, nghi phạm giết người vứt xác phi tang. Trước đó vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2, người dân trong khi đi vào rẫy ở thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết Phát hiện thi thể nam giới đã tử vong, được quấn trong chăn, chân bị trói, trên đầu có vết thương. Vị trí phát hiện thi thể cách đường đất khoảng 100m và khu vực này vắng nhà dân. Theo lời khai ban đầu của Nikiforup Roman, nghi phạm và nạn nhân EV sinh năm 1980, cùng có quốc tịch Nga, từng ở chung phòng trọ và có mối quan hệ thân thiết với nhau. Vào khuya ngày 30 tháng 1, tại phòng trọ thuộc khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc thuê trọ, Nikiforov Roman và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nghi phạm đã dùng búa tấn công làm nạn nhân tử vong, sau đó dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đi vứt xác phi tang và đem hung khí cất giấu. Kiểm tra phòng trọ của nghi phạm và nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều dấu vết quan trọng, thu giữ được phương tiện đối tượng dùng để chở thi thể nạn nhân đi phi tang. Tại nơi làm việc của nghi phạm đã thu giữ được chiếc búa hung khí gây ra vụ án trên. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ. Ngày 4 tháng 2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Đinh Khương Linh sinh năm 1986, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, nghi phạm gây ra vụ cướp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Việt Tiên Banh, thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Quá trình điều tra vụ việc gặp rất nhiều khó khăn, do đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt. Trong quá trình bỏ trốn, thường xuyên thay đổi phương tiện, trang phục, biệt mặt và di chuyển lắt léo qua nhiều tuyến đường để đối phó với cơ quan chức năng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 2, cơ quan công an đã chốt chặn và bắt giữ thành công nghi phạm là Đinh Khương Linh khi đang đi trên quốc lộ 1A thuộc xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Với bản tính lì lợm, đã mang trong mình hai tiền án nên khi bị bắt, Linh vẫn quanh co chối tội. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng các chứng cứ tài liệu không thể chối cãi, đến 5 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2, đối tượng Đinh Khương Linh đã thừa nhận bản thân là người gây ra vụ cướp ngân hàng nói trên. Việc nguyên nhân dẫn đến đi cướp, Linh khai do tham gia đánh bạc trên mạng dẫn đến nợ nần vì quá túng quẫn, Linh đã đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Sau khi bắt giữ đối tượng Linh, công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan vụ án, gồm một xe máy mang biển kiểm soát 37B3 13383, một bộ quần áo đối tượng mặc lúc gây án và một số tăng vật khác. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 1 tháng 2, đối tượng Đình Hưng Linh trong trang phục áo khoác, bịt kín mặt đã xông vào phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Việt Tiên Banh, chi nhánh tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tại đây, đối tượng một tay cầm dao, một tay cầm vật nghi là thuốc nổ rồi hô tất cả đứng im. Vào thời điểm này, trong ngân hàng có hơn 10 người, nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch. Quá hoảng sợ nên mọi người bỏ chạy ra ngoài. Sau đó đối tượng Đinh Khương Linh đã nhảy qua quầy giao dịch và ép một nam nhân viên ngân hàng đưa tiền. Sau khi cướp được 46 triệu đồng, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn về hướng thành phố Vinh. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.